Quân đội Nga bắn ít nhất 10 quả rocket vào thị trấn Chu vào ngày 25 tháng 7, cách khắc cốp 40 km về phía đông nam. Cảnh sát địa phương cho biết phi đạn phòng không S-300 đã bắn trúng một trường học địa phương, một số sân bãi của tư nhân, phá hủy mạng lưới sưởi ấm ở một trong những khu vực lân cận và phá hủy hoàn toàn nhà văn hóa địa phương. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 7 tình nguyện viên đang ở trong tòa nhà. Kể từ tháng 7, họ đã nấu ăn cho những người khó khăn trong bếp ăn từ thiện ở tầng hầm của nhà văn hóa ba người đã tự thoát ra được bên ngoài. Một tình nguyện viên được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài mà không hề hấn gì, 4 giờ sau cuộc tấn công. Tính đến 6 giờ chiều giờ Kiev, cuộc tìm kiếm thêm 3 người nữa dưới đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Đêm hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để gây ra nhiều thiệt hại nhất cho kẻ thù của mình. Trong đoạn video gửi dân chúng hàng đêm, ông Zelensky nói Ngay cả những người chiếm đóng cũng thừa nhận chúng tôi sẽ thắng Chúng tôi nghe thấy điều đó trong các cuộc trò chuyện của họ mọi lúc, trong những gì họ đang nói với người thân khi gọi điện. Chúng tôi làm mọi thứ để gây ra thiệt hại cao nhất có thể cho kẻ thù và thu thập cho Ukraine nhiều hỗ trợ nhất có thể. Ông cho biết Ukraine có một tuần quan trọng ở phía trước, giữa điều mà ông gọi là một cuộc chiến tranh tàn khốc và khẳng định Ukraine sẽ không bị khuất phục. Ukraine ngày 25 tháng 7 tuyên bố họ hy vọng thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ khu vực Biển Đen sẽ bắt đầu được thực thi trong tuần này. Moscow gạt sang một bên lo ngại rằng thỏa thuận có thể bị phá hoại bởi cuộc tấn công phi đạn của Nga vào cả Odessa của Ukraine ngày 23 tháng 7 và nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự. Tình trạng thiếu lúa mì toàn cầu và giá năng lượng châu Âu tăng vọt là một trong những tác động sâu rộng nhất của việc Nga xâm lược Ukraine, đe dọa đẩy hàng triệu người ở các nước nghèo rơi vào tình trạng đói ăn và khiến châu Âu lo ngại về nguồn cung cấp sưởi ấm trong mùa đông này. Ông Julia Vaskov, thứ trưởng cơ sở hạ tầng của Ukraine, nói tại một cuộc họp báo rằng ông hy vọng chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên theo thỏa thuận sẽ đến từ cảng Chornomoks. Cảng Chornomoks sẽ là cảng đầu tiên, sau đó là Odessa và sau đó là cảng Pipdani. Nhìn chung trong hai tuần nữa chúng tôi sẽ sẵn sàng về mặt kỹ thuật để xuất hàng ra khỏi tất cả các bến của các cảng nói trên. Ông Alexander Kubrakov, bộ trưởng cơ sở hạ tầng Khoina cho biết các đoàn tàu chở hàng xuất khẩu rời bến cảng Khoina sẽ được tháp tung bởi các tàu cứu hộ Khoina. Đoàn tàu hàng sẽ đi cùng với các tàu của bộ cơ sở hạ tầng, nhưng chúng tôi phải nói rằng đây không phải là một quá trình đơn giản. Giá lúa mì toàn cầu tăng mạnh vào ngày 25 tháng 7 do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngũ cốc vừa kể. Nhà chức trách quân sự Myanmar đã xử tử 4 nhà động dân chủ, theo truyền thông nhà nước ngày 25 tháng 7. Bốn người đàn ông bị kết án tử hình trong một phiên xử kín vào tháng riêng. Họ bị cáo buộc đã giúp thực hiện các hành động khủng bố chống lại quân đội, vốn chiếm chính quyền trong một cuộc đảo chính và mở cuộc đàn áp đậm máu đối với các đối thủ vào năm ngoái. Bốn người này bao gồm nhân vật dân chủ Jimmy Cominju và cựu nghị sĩ Fio Giato, người cũng là đồng minh của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Cả hai đều thua khi kháng cáo bản án của họ vào tháng 6. Hai người khác bị xử tử là Halamio Ong và Ong Thurajo. Tờ báo nhà nước Global New Light của Myanmar cho biết hình phạt đối với bốn người này được thực hiện theo thủ tục nhà tù, nhưng không cho biết chi tiết. Các vụ xử trước đây ở Myanmar đã được thực hiện bằng cách treo cổ. Vụ xử tử gần đây nhất diễn ra vào cuối những năm 1980 theo một nhóm hoạt động tù nhân chính trị ở Miền Điện. Một cuộc biểu tình ngắn đã diễn ra tại Yangon vào ngày 25 tháng 7 sau khi quân đội Myanmar xử tử bốn nhà hoạt động dân chủ vừa kể. Video cho thấy hàng chục người biểu tình đeo mặt nạ có nguy cơ bị bắt giữ vì đã tổ chức cuộc biểu tình công khai. Tại đó họ trưng một biểu ngữ, chúng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi và gọi tên những nhà hoạt động bị xử tử. Có một số tiếng vỗ tay dường như từ cư dân địa phương khi họ hô vang chống lại lãnh đạo quân đội và lãnh đạo cuộc đảo chính, tướng Min Aung Lang. Sau một thời gian ngắn, những người biểu tình đã giải tán và bỏ chạy. Cùng ngày 25 tháng 7, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc quân đội cầm quyền Myanmar xử tử bốn nhà hoạt động dân chủ. Tổ chức ân xá quốc tế nói vụ này là một bước lùi rất lớn và là một ví dụ cho thấy nhà cầm quyền quân sự Myanmar có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tại nhiều khu vực ở Đài Loan, đường phố vắng lặng, người dân được lệnh ở trong nhà hôm 25 tháng 7 trong lúc diễn ra cuộc diễn tập không kích khi hòn đảo này đang chuẩn bị cho trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Còi báo động vang dền lúc 1 giờ 30 chiều cho các cuộc diễn tập sơ tán bắt buộc, đóng cửa các thị trấn và thành phố trên khắp miền Bắc Đài Loan trong 30 phút. Tại Đài Bắc, cảnh sát hướng dẫn xe cộ tấp vào lề đường và những người qua đường được thông báo tìm nơi trú ẩn các cửa tiệm và nhà hàng buông rèm, tắt đèn để tránh trở thành mục tiêu trong trường hợp bị tấn công vào ban đêm. Nửa giờ sau, còi báo động vang lên báo hiệu chấm dứt diễn tập. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở Đài Loan về cách phản ứng tốt nhất trong trường hợp bị tấn công trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo này. Đài Loan đã nâng bức cảnh báo kể từ khi Nga xâm lược Ukraine mặc dù họ thông báo không có hoạt động quân sự bất thường của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ loại trừ việc chiếm đảo bằng vũ lực. Hòn đảo dân chủ này bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và thề sẽ quyết tự vệ. Đàm phán về một gói khẩn cấp trị giá 4 tỷ đô la để Sri Lanka vượt qua suy sụp kinh tế. Nước này đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ về thương mại, đầu tư và du lịch hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Đại sứ của Colombo tại Bắc Kinh cho biết ngày 25 tháng 7. Đảo quốc 22 triệu dân đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1948 sau khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối. Người biểu tình tức giận về tình trạng thiếu xăng dầu, thực phẩm và thuốc men đã lật đổ gia tộc cầm quyền Rajapaksa. Việc đại sứ Palita Kohona nhấn mạnh Trung Quốc là chìa khóa cho sự khôi phục kinh tế của Sri Lanka, phản ánh vị thế của Bắc Kinh là một trong hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Sri Lanka cùng với Nhật Bản. Trung Quốc cũng nắm giữ khoảng 10% nợ nước ngoài của Sri Lanka. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Tòa đại sứ Sri Lanka ở Bắc Kinh, ông Kohona cho biết Colombo muốn Trung Quốc yêu cầu các công ty của họ mua thêm trái đen, sapphire, gia vị và hàng may mặc của Sri Lanka, đồng thời làm cho các quy tắc nhập khẩu của Trung Quốc trở nên minh bạch và dễ điều hướng hơn. Ông cho biết Bắc Kinh cũng có thể giúp đỡ bằng cách rót thêm vốn đầu tư vào các dự án cảng rộng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Colombo và Hambantota ông Kohona nói các kế hoạch đầu tư lớn của Trung Quốc đã không thành hiện thực vì đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Sri Lanka cũng muốn có thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc, vốn đã giảm từ 265.000 người trong năm 2018 xuống gần như bằng không sau các vụ tấn công tự sát và đại dịch năm 2019. Ông Kohona cho biết, Tân Tổng thống Sri Lanka Ranin Wickremesinghe có kế hoạch thăm Trung Quốc để thảo luận về hợp tác về các vấn đề bao gồm thương mại, đầu tư và du lịch ông Vikram Sinh không còn xa lạ ở Trung Quốc. Một bức ảnh chụp ông bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới thăm Bắc Kinh năm 2016 trên cương vị Thủ tướng được treo ở hành lang của Tòa Đại sứ. Ông Kona nói dự kiến sẽ không có thay đổi cơ bản nào trong chính sách của tân chính phủ Sri Lanka đối với Trung Quốc. Ông nói rằng ông hiểu Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc hành động nhanh chóng để giúp Sri Lanka ngay bây giờ, vì với tư cách là một chủ nợ lớn trên toàn cầu, nước này cũng phải đối mặt với nhiều quốc gia khác đang gặp khó khăn về tài chính. Ông nói, có lẽ nếu đó chỉ là Sri Lanka thì việc ra quyết định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mấy tháng này, Sri Lanka đã đàm phán với Trung Quốc về gói viện trợ 4 tỷ đô la, bao gồm khoản vay 1 tỷ đô la để trả một khoản tương đương khoản nợ Trung Quốc đến hạn trong năm nay. Sri Lanka cũng đang yêu cầu một hạn mức tín dụng 1,5 tỷ đô la để thanh toán cho hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Ông Kohona nói những mặt hàng nhập khẩu này chủ yếu là nguyên liệu cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc của nước ông như nút và dây kéo. Sri Lanka cũng hy vọng sẽ thuyết phục Trung Quốc kích hoạt giao dịch hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 1,5 tỷ đô la. Ông Kohona cho biết các cuộc thảo luận về viện trợ tài chính với Trung Quốc vẫn đang được tiến hành nhưng chưa ấn định ngày họp tiếp theo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tháng này nói Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác và các tổ chức tài chính quốc tế để đóng một vai trò tích cực nhằm giúp Sri Lanka. Ngoài hỗ trợ tài chính, Sri Lanka cũng hy vọng Trung Quốc có thể giúp nước này mua xăng dầu, phân bón và các nguồn cung khẩn cấp khác. Trung Quốc cam kết hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu đô la cho Sri Lanka vào tháng 3. Đại sứ Kona nói, chúng tôi cần nhiều hơn nữa.